Trong khi chờ đợi anh em mổ lợn để đi quay thì tôi tiện thể tôi ghé thăm qua thăm nhà bartender Duy Khánh, phù thủy pha chế nổi tiếng nhất miền Bắc anh em nhé. Đây bartender đang dọn nhà anh em ạ. Mời điện sáng em ơi. Đang chuẩn bị Tết anh em ạ. Đấy, anh em tôi đang chuẩn bị. Đây là tôi. Đang dọn giảm mùng mặt thôi, tôi gì cả. Đấy. Nhà bartender phù thủy pha chế nổi tiếng nhất miền Bắc anh em nhé. Về quê là cảnh đun bánh chưng anh em ạ. Trông bánh chưng chờ trời sáng thôi, đỏ hay những đôi má nào đây anh em. Trông bánh chưng chờ trời sáng, đỏ hay những đôi má nào. Chứ nếu con không về thì chắc mẹ buồn lắm. Mắt chẳng nhau có người phù sáng, hoa vàng chiếu. Đằng sau này nhà dân luôn à? Toàn ngày học nhà anh em à đây à? Chú ạ. Tiền quay đắt hơn tiền lợn rồng thì để mình luộc ăn tiếp. Chơi nào chơi mà. Có nhà tài trợ đi rồi, chủ kênh tài trợ rồi. Nói. Bây giờ là mọi người là mang lợn ra suối là cạo lông anh em ạ. Làm lông. Làm lông nhé. Trời ạ. Con gái cười quá xem nào. Sắc mặt hình sự vậy. Ra món băm băm chặt chặt. Băm băm chặt chặt làm một tí tiết canh lòng lợn đây. Đâu cái đấy là đang băm nhân tiết canh đấy á? Băm nhân làm lòng. À nhân làm lòng. Đây là cái đánh sụt này cơ. À. Đánh sụt với này bốn học và ấy đây. À. Đây còn đây là làm nhân lòng. À. Đây là nhân lòng. Đây là nhân lòng. Rồi. Và cái cơ bản là quay cho cô gái tóc dài này đẹp này. Đấy, băm này. Đấy mình cứ quay mặt cô gái này mình quên hết các món luôn này. Ê như này. Sợ có thiếu tiết không nhỉ? Tiết làm lòng ấy nhỉ? Em sợ lòng thì là đủ ấy đấy, đủ mật đấy, cơ số này đấy nhưng mà đủ mà ngon mà. Sợ không đủ tiết ấy. Bây giờ có tiết mà. Tiết nhiều không? Tiết ít quá nhỉ.
phèo các thứ bắt chưa? Phèo bắt hết rồi đi. Ừ, đấy. Rửa phèo và. Thế con lợn có quay không hay luộc? Bây giờ chia đôi rồi anh không biết bốn cún thì luộc hay là chia. Quay trong việc gì quay? Quay à? Này, ừ. Bây giờ đổ một ít vào là để về để tiết canh đi. Thế xong rồi. Ờ, tiết canh riêng với lại tiết canh là với tiết này là một á? Cái tiết này bây giờ mình đổ ra lấy cái tiết ngon để lấy tiết canh. Ừ. Thế còn lại để quay là để cho đâu, là rồi. Đâu tiết ngon nữa đâu? Đây. Đây hết đây gì? Đây anh đổ vào chợ rồi luôn. À, anh tưởng anh, anh lấy hộ em một cái nhân giá anh bốc ít cái này ra để mình làm xem nếu mà nó loãng thì là mình ấy. Anh tưởng hãm tiết canh là riêng chứ. Không ạ. À. Vâng, gọn đấy. Bọn thế bọn ấy đâu hết rồi? Ra đòn đấy rồi, cứ đòn đi. Bên tiết canh. Ừ. Đây nhá, cả. Và đây băm đây để đang làm băm băm chặt chặt để làm lòng đấy. Ai đấy? Ai có vừa gọi? À, chị Đăng. À. Nào, con lợn chia đôi luôn à? Diệt chia đôi mà đi không biết nó quay đi thì sao? Anh như một luộc một cái đùi nó đôi mà nó quay. Ừ, mang đi quay đi. Như nó mang đi rồi. Ừ, đi hết bao đi tiền này người rồi quay rồi đấy để mới biết đánh cái canh đấy. Ừ. Cái này cái canh gì ừ. Cái này là làm lòng gì làm lòng. Ừ. Đây là để chị em chung bốc vào luôn này. Vâng em cần phải trong kia bốc không cậu làm. Nhưng mà chắc phải cho nước vào nữa thì nó mới đông được chứ không ạ. Ôi trời quên mất cái gì đánh lại để cho đông đánh lại cho đông chứ cái này cho này nước à? Vào ừ phải cho nước vào nó mới đông chứ. Ừ. Em tưởng không. Ờ rồi cứ để cho nước vào luôn, cho nước vào luôn đấy. Trời ơi, ông bác Hải, em phải tưởng ấy. Thật. Cho nước vào đánh đông. Đấy, cho nước vào đánh đông nó cứng lên như đấy. Là tí đông ngay nhưng mà. Nó nhạt ra đông ngay mà, đấy. Làm lòng cũng thế. Ừ. Này, lợn này đúng là lợn cắp nách luôn đấy nhỉ. Cắp nách luôn, có 14 cân thôi. 14 cân. Đấy, tí đông luôn nhá, đây này. Đấy, đấy. Cho nước vào như... Đã xem một đâu. À. Đây là cái gì? Có con gà gì không? Bao nhiêu cân? 3 con. Ơi. Con gái đẹp mà mổ lợn này. Gái đẹp đang chế biến món gà món máu, máu tiên máu lợn. Đấy. Con lợn đấy. Con lợn. Đấy. Đó. Sao đâu máu con lợn là người Thái thì nói thế thôi mà. Thái là máu con lợn. Ê, đúng ạ. Ra món này, lòng này. Ấy da. Gan tim gan cật. Rồi. Đang mua ra khoai hết luôn lửa ra mà. Có chưa? Có món thịt quay chưa? Quay chưa? À, quay chưa ấy đang đi lấy. Rồi, tí chặt thịt quay nữa là đâu vào đấy. Đúng rồi. Thịt quay nữa là xong. Không có chuối đâu chú ạ. À thôi, thôi thôi. Ừ. Thế thì Khánh phải về lấy một cái xăng mốc. Cái gì? Một cái xăng mới cái xăng trắng ấy. Chậu này. Ừ. Không lấy xong trắng về múc xong mới múc ra bát. Đúng rồi. Đấy. Đấy là chính thức là ra món xong con lợn cắp nách đấy. Nhờ. Đây, hai mâm. Một mâm này. Đấy, ok. Hai mâm mà. Đấy, hai mâm chia cái gì nữa? Đều rồi. Đấy, chuẩn rồi. Ừ. Đấy, này, đấy, quay dọc này. Ui, quá ngon. Đấy, thôi đón dì Uyển đơn sơ này thôi. Đón dì đơn sơ này nữa. Đơn sơ này thôi. Đấy. Ờ, gấp qua. Lấy bát lấy mỗi thứ một ít cho bà đi à Việt. Ừ. Không phi luôn lên đi cho bà ăn nóng xong rồi về bà, ăn. Bà đi để dùng à? Ở đây. Ừ. Rồi. Đấy. Quá ngon quá đẹp rồi. Món này là đẳng cấp rồi. Con này 14 cân chị ạ. Mà mua về nuôi bằng cơm nguội tháng rưỡi nhỉ? Tháng rưỡi lên được 2 cân. Bắt đầu mình thịt. Đấy, thế thôi. Quá ngon luôn. Ăn chuẩn mà. Ở Hà Nội không có cái này đâu chị nhỉ? Làm gì? Đấy. Nào đâu ra. Đấy.